chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, Bình Dương phát hiện kho chứa hơn 40 tấn chất thải công nghiệp. Học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học đang diễn ra tại nhiều nơi. Ai tiếp tay cho thuốc lá điện tử tấn công trường học, đầu độc học trò. Muôn kiểu chống nắng cho cây trồng của nông dân Hà Nội. Đấu giá tác phẩm nhện khổng lồ với giá cao kỷ lục. Kính chào quý thính giả, chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Minh Lam cùng với Phương Thảo chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Tham và Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Tin nóng, Ngày 9 tháng 6, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La, phát hiện và xử lý cơ sở kinh doanh Hải Linh đang sản xuất kinh doanh mặt hàng kem sữa với nhiều lỗi vi phạm. Chủ cơ sở là anh NVH sinh năm 1990. Theo khai nhận của chủ cơ sở, số lượng kem trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất là 6.000 que kem, bán ra thị trường với giá 450 đồng một chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, trong tủ cấp đông đang có 10.585 chiếc kem đóng sẵn được cấp đông. Do chưa tìm được đầu ra nên chưa bán ra thị trường. Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện có nhiều lỗi vi phạm, đặc biệt là cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đội quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý Thị trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trên số tiền 37,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tiêu hủy 10.585 chiếc kem sữa. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra một nhà kho diện tích khoảng 1.800m2, kết cấu khung thép, mái tôn, vách nửa tường, nửa tôn, nền bê tông. Trong kho đang lưu chứa khoảng 40-50 đến tấn chất thải công nghiệp thông thường, bao gồm chủ yếu là giấy vụn, bao bì nhựa, nhựa phế, mút xốp, kim loại thải của một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm kiểm tra, một phần chất thải công nghiệp còn để ngoài trời, chưa thu gom vào kho chứa theo quy định. Qua làm việc, công ty chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về môi trường của kho tập kết chất thải công nghiệp, chưa cung cấp chứng từ hóa đơn xử lý chất thải. Một phần chất thải công nghiệp khoảng 500 kg chưa được thu gom vào kho chứa theo quy định. Phòng Cảnh sát Môi trường đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Quỹ ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ba công ty chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường khiến người dân trên địa bàn bức xúc kiến nghị. Ba công ty bị xử phạt gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Thuận Duyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Iper Tân, Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Nguyên Bảo. Mỗi công ty đều bị phạt với số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, ba công ty còn bị xử phạt bổ sung bằng việc đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của trang trại chăn nuôi heo trong thời hạn 4,5 tháng. Trước đó, theo phản ánh, có hơn 700 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu người giao tại thôn đoàn kết xã Ea huyện biên giới Chư Parong, tỉnh Gia Lai phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc từ các trang trại chăn nuôi mới đi vào hoạt động. Liên quan đến vụ vận chuyển chất cấm lớn tại Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất cấm từ Lào về Việt Nam. Theo đó, qua quá trình trinh sát điều tra, tại khu vực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng người Lào, thu giữ tăng vật gồm hơn 18.000 viên chất cấm tổng hợp. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Minh Vũ, 26 tuổi, quê Cà Mau, để điều tra làm rõ hành vi giết người, cùng 7 đối tượng khác về hành vi, gây rối trật tự công cộng. Vũ chính là người dùng dao đâm tử vong ông TNLH, 42 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau. Theo cơ quan công an, Vũ ở trọ tại một giải phòng thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát và có mâu thuẫn với Phạm Tuấn Anh cùng giải trọ. Sau khi đi nhậu về, Vũ thách thức đánh nhau với anh. Lúc này, hai người dùng hung khí lao vào đánh nhau. Thế vậy, Phạm Thị Thúy, chị ruột của anh, gọi cho một số người bạn, trong đó có hắc đến đánh Vũ. Thấy nhóm người bên anh quá đông, trong lúc hỗn chiến, Vũ dùng dao đâm ông hắc khiến người này tử vong. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý thính giả, tiếp tục loạt phóng sự điều tra về thuốc lá điện tử. Có thể thấy học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học đang diễn ra tại nhiều nơi. Để bán thuốc lá điện tử trong trường, nhiều anh đại, chị đại thường xuyên dùng bạo lực đe dọa cấm cản những học sinh biết sự việc phanh phui sự thật. Ai tiếp tay cho thuốc lá điện tử tấn công trường học, đầu độc học trò? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong phóng sự điều tra sau đây. Theo kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi của Bộ Y tế năm 2022 cho thấy, tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá hiện nay rơi vào khoảng 2,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh nữ sử dụng thuốc lá có dấu hiệu gia tăng, chủ yếu là sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử. Để ngăn chặn các hậu quả nặng nề của thuốc lá điện tử với cộng đồng, Bộ Y tế đã đề nghị cấm toàn bộ thuốc lá thế hệ mới, Tuy nhiên, sau một quá trình tiếp thu ý kiến, xây dựng nghị định thay thế nghị định 67 năm 2013 về kinh doanh thuốc lá liên quan đến thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Bộ Công Thương đã đề xuất cho thí điểm có thời hạn đối với sản phẩm thuốc lá làm nóng. Trong khi các quy định về thuốc lá điện tử còn chưa được ban hành và không ít cơ sở giáo dục, trường học chưa đủ quyết liệt để cấm hút thuốc lá điện tử thì đây là những gì mà phóng viên ghi nhận được tại cổng các trường cấp 2, cấp 3 ở Hà Nội những nhóm học sinh vô tư vị phèo thuốc lá điện tử, hay còn gọi với cái tên khác là pod Và hiện nay, sản phẩm này thậm chí còn được thay thế như những vật trang sức với đầy đủ mẫu mã thời thường để phục vụ nhóm khách hàng, chủ yếu là người trẻ và học sinh. Đáng nói, không chỉ phổ biến tại thành phố, tại nhiều tỉnh thành thuốc lá điện tử đã từ lâu trở thành một trào lưu đáng báo động, thậm chí được tổ chức phân phối dưới dạng cầm đầu, bảo kê cho thuốc lá điện tử bổ vây học đường. Là một nữ sinh dù mới chỉ học lớp 7 tại một trường trung học cơ sở ở Hòa Bình, nhưng T đã từng bị thầy cô kiểm điểm vì phát hiện mang thuốc lá điện tử trong cặp sách. Không giấu giếm, nữ sinh này cũng thừa nhận rằng đã là học sinh học trong trường thì rất dễ dính vào thuốc lá điện tử, một cách hồn nhiên trước sự ngỡ ngàng của phóng viên. Một học sinh cho biết: ở Trường em có nhiều bạn mà dùng thức là điện tử nhưng mà kiểu là mấy bạn ấy giấu thì cô nên là thường ra nhà vệ sinh để hút nhưng mà một học sinh ở trong trường thì có dễ bị kiểu dính vào thuốc lá điện tử không dễ lắm chị ạ bởi vì xung quanh trường lúc nào cũng có khói thuốc lá điện tử đi đâu cũng ngửi mùi thuốc lá điện tử từ lớp 6 đến lớp 9, ngay cả cấp 1 cũng dùng thuốc lá điện tử ấy là mấy chị lớp 9 là hút trước xong rồi không biết là ai rủ dây các chị đấy các chị nhập hàng về bán cho bọn em các chị đấy lấy lời tầm một hai chục nghỉ. Bắt đầu từ những đàn anh, đàn chị trong trường, thuốc lá điện tử trở thành trào lưu, thành mặt hàng kiếm lời và là thước đo đẳng cấp của nhiều học sinh. Cũng theo chính những em từng sử dụng thuốc lá điện tử, nhờ sự bảo kê bằng bạo lực học đường nên dù thầy cô có biết, dù có là thực trạng nhức dối thì khói thuốc và mùi hương tinh dầu vẫn bủa vây các môi trường từ nông thôn cho đến thành thị. Trong sự bất an của học sinh và lo lắng của thầy cô và các bậc cha mẹ. Một học sinh khác chia sẻ. Nếu mà một người bị bắt thì khai ra những người kia xong người viên những người kia sẽ hẹn ở cổng trường ấy chị. À. Xong rồi gọi thêm những người ở những xã bên cạnh và là những xung quanh như là quen những ai thì gọi hết xuống để kiểu đánh cho người đấy quay video up lên mạng. Các chị đấy bảo là các chị đến đưa thuốc cho em nhưng mà nếu mà em bị bắt được không được khai ra các chị đấy chỉ nói là các chị đấy nhận thuốc hộ em với lại mua hộ em thôi chứ đừng nói là các chị bán nếu không là các chị bị phạt em đã cũng từng mua một lần các thầy cô thu được rất nhiều nhưng mà không chấm dứt được bởi vì luôn luôn có những người mà vẫn bán và vẫn có người mua có bạn thì bị sao sút về tinh thần có bạn thì sa sút về sức khỏe nhưng mà nhiều nhất là vẫn là ho qua những tiết lộ từ chính các em học sinh, việc dễ dàng quảng cáo, giới thiệu và tiếp cận những nhóm khách hàng là người trẻ bằng những bài đăng trên mạng xã hội, những loại thuốc lá điện tử với hình thù bắt mắt, giá thành rẻ là mặt hàng chủ đạo thường xuyên được đăng bán và cũng từ nguồn này, những điếu thuốc lá điện tử dễ dàng đến tay các em học sinh mà không gặp phải bất cứ một rào cản nào. Thường xuyên công tác trong lĩnh vực quyền trẻ em, Chuyên gia Phan Thị Lan Hương, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết, thuốc lá điện tử thâm nhập vào trường học đã là câu chuyện không mới, mà người tiếp tay cho các con nhiều khi lại chính là cha mẹ vì những đuôn chiều thiếu kiểm soát. Theo chuyên gia Phan Thị Lan Hương, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết, học sinh sử dụng cái thuốc lá điện tử trong trường học nó cũng xảy ra rất là phổ biến mà không phải chỉ một hai trường thì không chỉ nhà trường lo bố mẹ lo và uh, nếu mà nói rộng ra thì cả xã hội đều lo lắng uh, cái việc mà các bạn uh, sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà trường thậm chí còn buôn bán thuốc lá trong điện tử trong nhà trường thì không phải là cái câu chuyện nó nó mới mẻ mới gần đây thì học sinh mua được thuốc lá điện tử mua được những cái đồ dùng ăn vặt các thứ linh tinh ngoài cổng trường thì nhà trường bản thân gia đình là cũng phải tiếp tay cho các con tiếp tay ở đây là gì đưa con tiền nó đưa cho các con tiền sử dụng tiền như thế nào nó nhiều khi nhiều gia đình là có những bạn nói là hôm nay bố cho con nó là 200 nghìn để ăn sáng 200 nghìn để ăn sáng như vậy thì nó quá nhiều nó hoặc là gì mình quản lý quản lý cái đồng tiền đưa cho con sử dụng làm sao cho mục đích nó đúng nó thế rồi thì bản thân cũng phải gia đình cũng phải gì ạ, quan tâm đến vấn đề về tâm lý của các con hiện tượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử với nhiều nguy cơ ở học đường không thể chỉ quy trách nhiệm cho nhà trường để ngăn chặn loại bỏ được hiện tượng này cần những quy định rõ ràng và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và toàn xã hội đại biểu quốc hội nguyễn thị việt ca phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương chia sẻ một trong những cái điểm mà tôi thấy là vẫn còn là cái điểm yếu mà chúng ta chưa có được cái hệ thống hành lang pháp lý để quản lý thuốc lá điện tử vì thuốc lá điện tử gần đây nó mới phát triển một cách ổ ạt cho nên cái hành lang pháp lý nó chưa theo kịp thì trong thời gian tới thì tôi cũng hy vọng là là quốc hội sẽ quan tâm đến cái vấn đề này đặc biệt là với bộ y tế thì sẽ tham mưu với chính phủ quy trình những cái luật liên quan đến cái việc mà chúng ta quản lý thuốc lá điện tử theo báo cáo của Công an các địa phương, năm 2022, trên toàn quốc đã phát hiện bắt giữ 51 vụ, 97 đối tượng mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy dưới dạng nếp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Trong đó, ma túy được tẩm ướp vào thảo một thuốc lá điện tử là 32 vụ. Hiện nay, đã có ít nhất 32 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử. Quan điểm của Bộ Y tế cũng đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vì có hại cho sức khỏe, có nguy cơ cao tiềm ẩn phát sinh các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy và chất gây nghiện. Trên báo Tuổi Trẻ, một sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt câu hỏi với chuyên gia làm thế nào để cai nghiện thuốc lá điện tử. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế đưa ra một công thức, đó là sự quyết tâm, công hiểu biết cộng hỗ trợ để giúp các bạn trẻ cai nghiện thuốc lá. Trước ngày bắt đầu cai thuốc lá, hãy giặt sạch quần áo và làm hết mùi thuốc lá trong phòng ngủ, phòng làm việc, xe hơi. Cùng với đó, vứt bỏ toàn bộ các vật dụng có liên quan đến thuốc lá như hộp quẹt, gạt tàn thuốc, hộp đựng thuốc. Về vai trò của tổ chức đoàn trong việc giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ, anh Nguyễn Quốc Huy, tránh văn phòng Trung ương đoàn, cho biết thời gian qua đoàn đã thực hiện nhiều nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, luật phòng chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ đoàn viên thanh niên. Trong đó có các giải thể thao nói không với thuốc lá, các cuộc thi sân khẩu hóa, thi thiết kế video clip, ấn phẩm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, ký giao ước thi đua vận động đoàn viên thanh niên không hút thuốc lá. Vâng, và đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đang chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Nắng nóng gay gắt những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Để bảo vệ cây trồng, bà con nông dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã chủ động dùng nhiều biện pháp để tránh nắng cho cây trồng. Tưới nước tăng cường, lắp tấm che tạm thời, đào kênh dẫn nước gia tăng độ ẩm, rất nhiều biện pháp đã được người nông dân ở Hà Nội sử dụng để bảo vệ cây trồng. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Tưới nước hai lần một ngày vào sáng sớm và chiều mát, dùng bàn lưới, vải để che nắng cho cây trồng. Đó là những biện pháp mà những người nông dân ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đang thực hiện để tránh nắng cho cây trồng, đảm bảo năng suất mùa vụ này. Ông Đặng Đình Vũ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho biết. Bộ rễ của nó chưa thể nào hút nước lên để cho đủ cây nó lắng quá thì nó mất nước nhiều Thế nên là sự phát triển của cây rất là kém nếu mà thời tiết lắng như này mà cây cối thì người nông dân vất vả lắm tưới tắm nhiều và phải lấy nước nhiều mà cây thì nó không lên được cho nên là lắng thì người nông dân đi làm cũng vất vả không có thời gian làm nhiều nắng nóng gây gắt tại miền bắc những ngày qua đã khiến nhiều diện tích rau màu của bà con nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng để đảm bảo năng suất cũng như chất lượng cây trồng người nông dân đã phải tìm hiểu nhiều biện pháp để trắng nóng cho cây trồng dù không thể khắc phục được hoàn toàn nhưng những giải pháp trên cũng phần nào làm giảm nhẹ ảnh hưởng của nắng nóng ông nguyễn văn mai xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội chia sẻ nó về cây trồng người nói cây đào này thì không không ấy được tại vì mình chỉ biết là chỉ hàng ngày là chăm tưới nước thôi chứ còn cứ cũng bón phân nhiều quá thì cũng không tốt tại vì nó hạn hán nên là chỉ cần có độ ẩm thôi là cây để mong dưới cây nó giữ được nó phát triển chậm thôi được nhưng mà nó lúc nào nó được mưa thì nó cây này sẽ tự nó bật lên thời tiết nắng nóng có thể gây ra tình trạng thiếu nước cho cây cối làm cho chúng khô và chết nếu thời tiết nắng nóng kéo dài nó có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cối làm giảm sản lượng và chất lượng của các loại cây trồng gây thiệt hại cho nông dân về kinh tế theo các chuyên gia để đảm bảo năng suất của cây trồng trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài việc cung cấp đủ nước hai lần vào một ngày vào sáng sớm và chiều mát và các biện pháp che chắn thì bà con cần sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu thích hợp, cắt tỉa cây cối thường xuyên để giữ cho chúng khỏe mạnh và giảm thiểu tác động của thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Thưa quý thính giả, tháng 6 về khi mùa hoa loa kèn kết thúc Bằng lăng bắt đầu nhạt màu thì hoa sen ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh lại bắt đầu bung nở. Được triển khai từ nhiều năm nay, mô hình trồng sen theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái của Hợp tác xã Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh đã trở thành điểm thu hút nhiều người dân mỗi độ hè về. Khu vực trồng sen của Hợp tác xã Hào Thành nổi bật với 30 loại khác nhau, đa dạng về màu sắc như quan âm trắng, quan âm hồng, cánh trắng viền hồng, bạch liên, cao sản, ngàn cánh, bạch diệp. Hoa sen tại đây luôn ngát hương và được nhiều người chọn mua về cắm mang tới sự thanh tao cho không gian gia đình. Ngoài hoa sen, hợp tác xã Hào Thành còn tận dụng các sản phẩm từ cây sen như ngó sen, củ sen, hạt sen để xuất bán, phục vụ cho chế biến trà, mứt, chè và vị thuốc. Với diện tích rộng hơn 5 ha, trải dài từ xã Đồng Môn đến xã Thạch Hưng, các đầm sen ở đây đã nở rộ, khoe sắc dưới ánh nắng mùa hạ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Những bông sen hồng tuy mộc mạc nhưng hương thơm lại tươi mát dịu dàng mùa sen mang đến sự thanh tao nhẹ nhàng như xua đi cái nóng oi bức của ngày hè. Nhiều hồ sen còn đầu tư thêm những chiếc bình hoa, chum sành, lều lá cọ, thuyền để du khách ghi lại hình ảnh đẹp nhất. Chuyển sang phần tin quốc tế gây chú ý, hàng đầu giá nội tiên Sotheby cho biết cuốn kinh thánh do Thái của niên đại hơn 1.000 năm trước đây đã được bán với giá 38,1 triệu đô la Mỹ tại New York, Mỹ. Đây là một trong những mức giá cao nhất cho một cuốn sách hay tài liệu từng được bán đấu giá. Theo hạng bán đấu giá Sotheby's, Codex Sasson là cuốn kinh thánh có giá trị nhất từng được đưa ra bán đấu giá. Mức giá kỷ lục đã vượt qua giá bán bản thảo bộ sưu tập các bài viết khoa học Codex Leicester của Leonardo Da Vinci vào năm 1994, được bán với giá 30,8 triệu đô la Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Romania, Alfred Moset đã mua Codex Sasson thay mặt cho những người bạn Mỹ của Anne you Cuốn kinh thánh được tặng cho bảo tàng ANU của cộng đồng người Do Thái ở Tel Aviv. Theo Shodabai, cuốn kinh thánh đã được trưng bày tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới trước cuộc đấu giá. Thưa quý thính giả, tác phẩm điêu khắc mang tên nhện của nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp Louis Bourgeois. Tác phẩm này mới đây đã phá kỷ lục khi được mang ra đấu giá, trở thành bức tượng đắt nhất từ trước tới nay. Theo nhà đấu giá Sotheby's, ở thành phố New York, Mỹ. Bức tượng nhện khổng lồ này có chiều cao hơn 3 mét, rộng 5,4 mét. Do nghệ sĩ Louis Bourgeois sáng tác vào năm 1996, nó đã phá kỷ lục đấu giá khi được mua với giá 32,8 triệu đô la Mỹ, giúp cố nghệ sĩ Louis Bourgeois trở thành nữ nghệ sĩ điêu khắc có tác phẩm được bán với giá cao nhất thế giới từ trước tới nay. Sotheby's không tiết lộ tên người mua, song cho biết người bán là ông Fudakao Itau ở Brazil người đã mua tác phẩm này cách đây hơn 25 năm. Nghệ sĩ Louis Bourgeois sinh ra ở thủ đô Paris của Pháp, nhưng sống phần lớn cuộc đời ở thành phố New York, Mỹ. Bà đã qua đời vào năm 2010, thọ 98 tuổi và để lại cho đời rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Những bức tượng nhện khổng lồ của bà từng được trưng bày tại nhiều bảo tàng nổi tiếng ở Tây Ban Nha và Anh Quốc. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Vùng cảnh sát biển 4 bắt tàu vận chuyển 170.000 lít dầu diesel trái phép Tiểu mục chuyện ngày mới đưa văn học nhà trường lên sân khấu Sức sống mới cho sáng tạo nghệ thuật Tiểu mục nóng trên mặt báo Tiểu mục Cà phê Không Đường tiếp tục chương trình với câu chuyện liên quan đến Condotel. Thưa quý vị, với lợi thế là địa phương phát triển du lịch, bất động sản Condotel hay còn gọi là căn hộ khách sạn tại thành phố Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ vào giai đoạn 2016-2018. Tuy nhiên, đúng như dự báo, với quá nhiều rủi ro về pháp lý, về năng lực của chủ đầu tư và về nguồn cung dôi dư, thị trường bất động sản Condotel hiện nay đã không chỉ đóng băng mà còn để lại nhiều hệ lụy cho người mua loại hình này. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý thính giả lắng nghe. Thực trạng hiện nay của dự án Coco Bay, một siêu dự án được chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng thành đô quảng cáo, là tổ hợp giải trí lớn nhất Đông Nam Á, với quy mô xây dựng hơn 6.000 căn hộ Condotel. Nhưng đó là vào năm 2016. Còn đến nay, dự án chỉ là những hoang tàn, rỉ xét và các công trình trơ khung bê tông theo những người từng đầu tư dự án này, thì việc không thực hiện được cam kết lợi nhuận không đảm bảo pháp lý khiến các nhà đầu tư phải tháo chạy. Anh Thái Hoàng Phúc, nhà đầu tư căn hộ Condotel cho biết. 15 tháng 11 năm 2019, à, công ty à, Thành Đô có tổ chức hậu nghị khách hàng tại à, Coco Bay. Thì lúc đó à, có tuyên bố là không trả thu hợp công cái được nữa vì ABCD thì lúc đó thì thực sự là một cái sự hoang mang tột cùng của những nhà đầu tư như mình. Còn tại một dự án khác, Hòa Bình Friends, với gần 800 căn hộ theo, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra với hàng trăm nhà đầu tư với kịch bản tương tự, không được chi trả lợi nhuận và bàn giao giấy chứng nhận sở hữu căn hộ như cam kết. Chị Ngô Diệu Ngọc, khách hàng dự án Hòa Bình Friends, chia sẻ. Như nhà em ấy thì cũng có vay ngân hàng, vay ngân hàng và khi mà hòa bình không trả tiền lợi nhuận nhưng mà tiền ban ngân hàng của nhà em vẫn phải chi trả, rồi tiền sinh hoạt phí của gia đình trông chờ vào cũng cũng không có nên nó rơi vào tình cảnh rất là khó khăn. Ông Đoàn Văn Hữu, khách hàng dự án Hòa Bình Trinh nói: Tòa án đã đã xử là tôi là người thắng kiện và đã yêu cầu là là, là bên Hòa Bình này trả lại nhà nhưng mà trả lại nhà rồi thì vẫn chưa có sổ đỏ. Đấy, tôi cũng mong là phải có sổ đỏ thì thì, cái căn nhà nó mới mới, 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 hợp pháp mới chính chủ, trong không nhận giờ cũng rất là bình bình. Không những vậy, nhiều người mua căn hộ Condotel vào đợt mở bán tháng 7 năm 2019 còn cho biết, chủ đầu tư vẫn cam kết với khách hàng sẽ được chủ sở hữu lâu dài, trong khi trước đó từ tháng 5. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã cảnh báo dự án chỉ được cấp sổ với thời hạn sở hữu 50 năm. Anh Vũ Khánh Toàn, khách hàng dự án Hòa Bình Riêng cho biết. Hòa Bình đã nhận cái công văn đó ngày 26 tháng 5 mà đến ngày 14 tháng 7 mình mới mua. Đó thì như thế liệu có phải là lừa đảo không? Nhưng mà đúng là là lừa dối khách hàng chứ còn gì nữa. Theo thống kê, chỉ trong vòng 2 năm từ giai đoạn 2016 2018, thành phố Đà Nẵng có đến 17 dự án Condotel với gần 10.000 căn hộ Condotel chào bán ra thị trường. Đây cũng là giai đoạn huy hoàng của loại hình bất động sản này khi hàng trăm dự án được đầu tư trên cả nước. Tuy nhiên, sau sự kiện vỡ trận cam kết loại nhuận của siêu dự án Coco Bay năm 2019 và tác động từ đại dịch Covid-19 năm 2020, thị trường này gần như chết lòng sàn và kéo theo nhiều hệ lụy cho hàng trăm ngàn người mua căn hộ Condotel đến nay. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Ngày 9 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết vừa bắt một tàu vận chuyển 170.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG 93627TS có 5 thuyền viên. Do ông Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1972 làm thuyền trưởng, trên tàu đang vận chuyển khoảng 170.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Sau đó, dẫn giải phương tiện về Cảng hải đội 421 tại huyện Nam Căng, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin về sạt lở, sáng ngày 9 tháng 6, ông Võ Kim Thuận, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết, khu vực bờ sông Cần Duột đã xảy ra sạt lở khiến nhiều nhà dân bị trôi xuống sông, đe dọa trực tiếp đến đường tỉnh 826C. Có 5 căn nhà dạng kia ốp của người dân bị sạt lở xuống sông, trong đó có một hộ dân đang sinh sống, còn các hộ dân khác đã được chính quyền vận động di dời đi nơi khác. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Vụ sạt lở diễn ra trong khu vực có nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 1,2 km đã được chính quyền cảnh báo trước đó. Tỉnh Long An đã lập dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Cần Duột, đoạn qua xã Phước Lại với chiều dài khoảng 1,2 km và trình trung ương để xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 280 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được bố trí kinh phí. Thông tin về giao thông, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang trích xuất camera nhà người dân điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, khiến 5 thanh niên bị thương nặng nằm trên đường. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe máy biển số 52L61070 bị xe ben biển số 51D69831 cán bể nát nhiều bộ phận. Cách đó vài mét, chiếc xe ba gác chở theo các khung sắt cũng bị hư hỏng cho va đập. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, chiếc xe Ben và xe ba gác máy chạy ngược chiều nhau trên đường. Đến khu vực trên thì chiếc xe máy của nam thanh niên bị kẹp giữa hai phương tiện này. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn này. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý thính giả, nhằm giới thiệu và biểu diễn các vợ diễn được chuyển thể từ tác phẩm văn học, trong chương trình giáo dục phổ thông. Theo đề án của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật sân khấu thủ đô đã và đang sôi nổi dàn dựng các tác phẩm để sẵn sàng đưa đến trường học trong năm học tới. Hiện nhà hát kịch Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai và bắt đầu biểu diễn phục vụ học sinh. Vậy quá trình đưa văn học nhà trường lên sân khấu như thế nào? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phóng sự trong tiểu mục Chuyện ngày mới hôm nay. Những ngày này, sân khấu nhà hát kịch Hà Nội rộn ràng tiếng cười nói của các em học sinh đến thưởng thức vở kịch tinh thần thể dục. Đây là vở kịch vừa được dàn dựng chuyển thể dựa trên tác phẩm kinh điển của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tình huống truyện độc đáo, những mâu thuẫn, tính trào phúng của truyện ngắn đã được các nghệ sĩ truyền tải qua vở diễn với những nét dí dởm hài hước nhưng đầy châm biếm đã kích chế độ thực dân phong kiến, đầy những bất công đè nén người nông dân lúc bấy giờ. Em Đào Thùy Linh, thành phố Hà Nội cho biết. Em cũng rất là yêu môn ngữ văn ở trường Chính bởi vậy mà khi mà em xem tác phẩm này thì thực sự như em đã chia sẻ là em rất vui Và điều này lại càng tăng thêm cái niềm yêu thích của em đối với cả niềm văn học nước nhà Em Nguyễn Viết Khoa chia sẻ Mặc dù là con mới tìm hiểu một đôi chút về tác phẩm này Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu về là xem tiếp xúc trực tiếp thì con thấy nó dễ hiểu hơn và cũng dễ tiếp, tiếp cận hơn Nhà hát kịch Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai đề án, giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Không chỉ học sinh, các thầy cô giáo cũng rất ấn tượng khi thưởng thức tác phẩm này và khẳng định đây là một hình thức giúp học sinh chơi mà học. Thầy Nguyễn Khắc Dược, Tổ trưởng Tổ xã hội, Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, nói. Phát giáo khoa mới 2018 mà khi mà triển khai chúng tôi đang thực hiện thì riêng bộ môn ngữ văn cũng như các bộ môn khác là cũng chủ trương là phát triển năng lực. Từ bên cạnh cái phẩm chất thì tôi nghĩ đây là một cái hình thức rất là tốt để có thể tạo điều kiện các em tiếp cận với nền văn hóa và vững cái tác phẩm kinh điển. nghệ sĩ Huyền Thạch, nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ. Khi được nhận kịch bản Tinh thần thể dục của tác giả Nguyễn Công Hoan thì Huyền Thạch cảm thấy rất là vui. Đây là một thể loại kịch trào phúng thì cái chất trào phúng diễn rất là đáng yêu, dí dỏm và nó cũng khá là sâu sắc nữa. Và nhất là được diễn để dành tặng cho các bạn học sinh. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết. Thành những cái tác phẩm ở trên sân khấu để sao để cho các các cháu, các con được xem, và và được tiếp cận với sân khấu kịch nói từ khi còn nhỏ để họ có một thói quen, họ có một thói quen có một niềm đam mê để nuôi nhân cách cho họ lớn lên và cái thói quen đấy để họ trở thành những cái lớp khán giả kế cận tiếp theo. Mục tiêu đến năm 2030, các đơn vị nghệ thuật của thành phố Hà Nội cùng thực hiện 51 vở diễn trong 70 tác phẩm văn học chương trình giáo dục phổ thông sẽ có tới gần 2.000 buổi biểu diễn. Sự sẵn sàng, hào hứng thực hiện của các đơn vị nghệ thuật và trường học hướng hiện tạo sự khởi sắc cho đời sống nghệ thuật thủ đô. Có thể thấy, việc sân khấu hóa tác phẩm văn học có sức hấp dẫn với học sinh bởi phương pháp này đã khơi gợi được cho các em ý muốn tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm, giúp các em hiểu được các thông điệp mà tác giả tác phẩm muốn truyền tải. Đồng thời, đây cũng là cách tạo điều kiện để học sinh phát huy vai trò tự chủ trong việc học, không bị giới hạn, bó buộc bởi những nội dung trong bài giảng của giáo viên. Phương pháp giảng dạy này thật là hay phải không quý vị? Khi mà các em được thể hiện quan điểm của mình và được công nhận, thì sẽ giúp cho các em có thêm tự tin và hứng thú trong các giờ học. Và thưa quý thính giả, nội dung này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, Phương Thảo và Minh Lam, kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.